Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại kênh Las Vegas Cuộc Sống Mỹ. Hiện tại mình đang ở Paris các bạn ơi. Hôm nay là mình sẽ ra sân bay để mình đi về lại Mỹ. Mời các bạn xem hành trình của mình từ Paris về lại Mỹ như thế nào nha. Gia đình ôm kìa. Nó xong đi học rồi. Gia đình bye bye về Mỹ rồi. Nhớ mất son lắm phải không? Nhớ không? Nhớ mất son lắm không? Rồi mất son nữa đi. Ôm hôn mắt son nhiều nhiều đi. Ôm hôn mắt son nhiều nhiều đi. Xe. Ôm hôn mắt son nhiều nhiều đi. Ôm hôn mắt son đi. Ê, té. Xe ngồi dậy con. Xe bye bye. Bye bye mắt son. Mắt son phải đi học. Mày sao ghé nữa không? Mày sao ghé nữa chơi nữa không? Hai nữa nha. Anh đi học qua bé bé. Rồi. Lấy rồi. Hôm qua. Ok. Hello con. Bye bye Bella. Bye bye Bella. Bye bye. Ơi. Nhìn từ xa nha. Bye bye to Evan. Bye bye. Rồi chuẩn bị rồi. Đi về rồi. Chị Định ơi đi về. Về lại Mỹ con ơi. Đi học ơi. Sáng sớm đi vô tiệm Boulangerie các bạn ơi, đi mua bánh mì. Đem ổ bánh mì từ ở bên bên Pháp về Mỹ. Rồi thấy bánh mì này ngon quá ha, ổ này ngon quá ha. Mình ổ gì ngon quá ha. Pate. Tuna cá hồi hả? Cá hồi. Cá tuna hả? Cá gì quên mẹ cái gì rồi. Mua baguette, mua có xăng rồi các bạn ơi. Giờ đi lên xe chuẩn bị ra sân bay. Vô 15 phút mà như 30 tiếng là 2 euro. Giờ mình tới đang vô đậu xe các bạn ơi. Rồi của mình là tới là Terminal P các bạn ơi. Bây giờ mình đi thang máy lên Terminal P nha. Check in thành công rồi các bạn ơi. Hành lý ký gọi của mình là 20kg. Check in xong hết rồi. Lấy vé máy bay xong xuôi hết luôn rồi. Bây giờ mình đi thác return các bạn ơi. Các bạn mà trả thác nè, thì nếu mình lấy tiền mặt á thì mình lấy cái lên lại cái ngân hàng bang Global Exchange này nè, thì mình sẽ lấy lại tiền mặt nha các bạn nha. Ok, bây giờ mình đi lên. Giờ mình phải đi vô vô trong luôn các bạn ơi. Bye bye Tata đi. Bye bye Tata. Siêu quá xì. Siêu. Ghê quá xì. Chị nói là chị. Chị. Mày nói chị. 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 Rồi. Tao mai chụp cái chế tắm rồi. Mai chị chế nè, check in chụp hình nè đó, mai chế. Chụp hình check in bye bye nè trời ơi. Chị ơi, thì phá mì con rồi, đi về Mỹ chị ơi. Chị nhớ nó không có buồn, nó không có khóc rồi. Text to one bus. Ở đây. Nó. Thấy bà chế mình ngoài. Check cái đó, check cái vé máy bay xong rồi mình đi. Đi vô kiếm cái ga. Cái ga của mình là ga 20B29. Chị định nói bonjour với người ta. Giờ mình vô đây nè, kiểm tra. Ok, vô đây kiểm tra thì không có được quay phim nha các bạn. Nước này nọ phải bỏ lại hết nè. Mình qua cái phần này các bạn, bị tháo vali ra kiểm tra nha. Kiểm tra sắp tay á. Có dầu thơm này nọ kiểm tra.
tạm biệt Paris, hẹn ngày gặp lại nha. Rồi giờ mình đi vô trong đây mình lấy lại cái tiền tax của cái chai dầu thơm này các bạn. Nó nằm ngay ở cái dưới thang máy này xuống luôn nè. Nữa, mua nữa, đây. La la. Giảm cả CK giảm nè. Chanel. Có chai này nhiêu? 97 euro. Chị ơi, hơi ra xì. Rượu nữa. Wow, sân bay ở bên Pháp ở trong đẹp quá. Bán quá trời đồ. Thấy em một cọi không à? Ok. Thank you mama nha. Thôi là cái kia phi là má chậu à. Kim như mãi chí sủi không? À mãi chí sủi. Thôi ok. Là phải vết luôn. Túi. Xì mũ thôi không tài lại. Này gì? Phải xà bớ tâm đâm. Xà bớ. Còn mấy vậy thêm à? Thôi các bạn, hôm nay là mình lần đầu tiên cái mình lấy lại thuế, tại mình muốn có mua dầu thơm á các bạn, cho nên là mình có lấy lại thuế ở tầng ở dưới. Mới nay mình quay cho các bạn á, thì mình không biết là cái giấy đó nó trả lại cho mình là 27 euro mấy đồng á, nhưng mà mình không hiểu sao là nó lại trả cái tờ giấy đó là 7 euro, cho nên là nó chỉ đưa lại cho mình có 20 đô la thôi. Cho nên là mình nghĩ chắc phải ta mình lần đầu tiên mình làm cho nên mình cũng không biết nữa các bạn. Đó, nó trả lại cho mình đô la thì chỉ có 20 đô la thôi. Mình cũng không hiểu, tại vì có bạn nào hiểu thì có để comment ở dưới cho mình nha. Tại vì mình mua là chia ra hai lần, lần đầu trọng mình mua là trả tiền thuế là trả lại vô thẻ, còn lần sau thì mình là làm thử là mình sẽ trả bằng tiền mặt thì mình sẽ lấy như thế nào, thì mình thấy là như vậy. Thì mình không hiểu lắm cái vụ mà cái tờ giấy đó là nó trả 7 euro, thì bạn nào biết thì comment ở phía dưới giùm mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hiện tại mình vô phòng chờ rồi, mới nãy cũng có vô hải quan đóng dấu xong rồi. Mình là B29 thì mình sẽ ngồi ở đây mình chờ. Còn một chuyện nữa các bạn ơi, là mình khi mà mình lấy vé máy bay á, in ký gửi lấy máy bay á, thì chồng mình bị cái 4S này nè các bạn ơi, cái tên của chồng mình vé máy bay thì 4S này, thì là nó kêu mình là 12:40 boarding. Một thì 1:10 là mình phải qua bên kia mình check cái ba lô của chồng mình với cái tay của chồng mình. Nay xui hay sao không biết chuyện gì đây nè. Khách hàng chuẩn bị đi vô các bạn ơi. Mà mình là ép á, cho nên là nó vô hơi trễ xíu. Chồng mình bị đi vô trong kiểm tra hành lý các bạn. Nhớ chồng nó tháo ra sao không biết. Đang xét ra chồng các bạn ơi. Rồi xếp hàng vô các bạn ơi. Đi về, bye bye. Bye bye Paris. Bye bye Paris.
Bye bye. Bye bye. Bye bye Paris. Bye. I'm go back America. Let's go back to America. À, chối gì bà đi, chối bà, chối bà. Chối bà. Ủa mình thầy ra có tụ bà thầy tụi đi nè. Thánh chị bà má tao ra. Rồi xếp hàng xong, kiểm tra gì luôn cũng. Hai chân bụng có tháo qua ly ra coi không? Tháo ra hết, tháo ba lô ra coi hết, tháo dài luôn. Wow, tự nhiên cái này là xui chứ hên. Thì gom lại lần bỏ. Bay về Mỹ thôi các bạn ơi, về cày tiếp. Chị Đình có buồn không? Nói bà cô chú nghe có buồn không? Ở đây chơi với bác sao buồn hả? Buồn lắm hả? Đâu có khóc đâu. Buồn mà đâu có khóc đâu, là giỏi lắm á, biết không? Gặp một buồn, là sáng nay em buồn quá giờ buồn luôn. Chích hoài không cười nữa. Sáng giỡn với mắt son. Chơi mắt son, bye bye, khóc buồn. Mà không có khóc nha. Cũng lớn rồi, gia đình lớn rồi. Wow, đang trời trời. Chứ không được đẹp lắm. Mong là ngoại gồng gánh cho mình để cho mình qua lụ được cái hải này an toàn về. An toàn về tới Las Vegas các bạn ơi. Bye bye. Giống như máy bay lần trước mình lại ngồi ở cái số 30 bạn đúng 30 các bạn ơi, 30 là cút lút ở dưới. Rồi mình đã lên trên chỗ ngồi rồi các bạn ơi. Mà họ để kỳ quá mấy cái vali mà cái hàng của ghế mình nó để full hết rồi. Tại vì bây giờ mình không biết là cái đồ của mình để đâu luôn. Trời ơi, chị lấy cái mền ra nè. Nó có cái mền giống như lần trước đó các bạn. À, chị Đình muốn mở cái này ra nè. Rồi mở đi. Có gì giọng? Có gì đó, đó là gì? Che mắt ngủ. Hỏi nó đi con. Che mắt ngủ. Không biết không? Bịt lỗ tai. Nói đi, bịt lỗ tai. Bịt lỗ tai. Này che mắt lại ngủ. Không. Nào ngủ thì che mắt lại ngủ, ok. Cũng vậy xong rồi nó phát có dây nghe nữa các bạn. Mình đang thở dây nghe. Màu xanh dương luôn. Đây, có cái mền đó, nó giống như cái chuyến kỳ trước mình bay qua Pháp. We go back to the American. We go back America. Yeah. Trời như có chút mưa sao đây. Bác lại học nhập cho có đi dọn bà. Ôi. Trời mưa các bạn ơi, cho nên là bây giờ là chưa bắt đầu bay được. Phải đợi là hả mây nó tản ra được bớt ta mới thấy người ta mới bay được các bạn ơi. Trời ơi, này xui dữ thôi. Rồi bây giờ đang bay ra đường băng các bạn ơi. Mong là chuyến bay này bình an về lại Las Vegas.
đến rồi. Có hai phần. Phần kia là phần này của mình là mushroom, nấm. Trời ơi, cái hạt cơm mà dạng mấy hạt ăn heo thì này không biết cái món gì đây. Salad, anchovy, dưa leo. Ok. Rồi, của gia đình là một thịt gà nè. Ố, thịt gà cái này nuôi ngon hơn cái củ ngọi nha. Mời các bạn ăn chung với mình nha. Mình giờ ngồi ngắn mấy tiếng hồ, ngồi edit video cho các bạn. Chị Đình thì ngủ rồi nè. Nằm sướng không, nằm ở đây hai cha con ngủ. Đó. Nằm trên đùi của má, chân để bên đùi của ba, sướng cái sợ. Đang xong bao lâu rồi người ta ai thêm khoảng gần 2 tiếng, người ta đem kem tới cho mình các bạn. Cái này có kem, lần trước không có kem mà chỉ có một sô cô la thôi, không có vị, không có vị vị khác chọn được. Rồi còn gần 2 tiếng hơn, gần 3 tiếng nữa là mình sẽ tới New York các bạn nhé. Bay qua cái đến nơi là có đồ thêm đồ ăn nữa. Sao chiến này nhiều đồ ăn quá ta. Xa các bạn ơi. Mọi người cá pizza. Sao chiến về thì nhiều đồ ăn quá ta. Là cánh an toàn rồi các bạn ơi. Giờ mình đã đến New York. Thì sau chuyến bay này mình đợi khoảng chừng 2 tiếng 2 tiếng. Hiện tại bây giờ là khoảng 3 giờ rưỡi. Nên là mình là 6 giờ rưỡi. Là có cho mình đợi khoảng 2 tiếng. Tại máy bay nó bay trễ nên nó xuống trễ nửa tiếng đó. Chứ không mình phải đợi khoảng chừng 3 tiếng mới đúng. Nhưng mà bây giờ còn có 2 tiếng rồi, ráng chạy sao cho kịp đi để qua chuyến bay sau đi về Vegas. Rồi mình lấy hành lý để chuyển qua chuyến khác các bạn ơi. Ôi đuối quá. Ôi đi ra lẹ. Ở trễ giờ còn phải vô hải quan nữa, phải nhập cảnh nữa. Anh chị ơi, đi chen đi thôi, phải đi ra đúng không? Hả? Thank you. Kêu được thôi. Rồi hàng đi. Rồi. Xin nhắc lại là cái thầu ơi. Rồi các bạn liền như cái thắt tài đó chuẩn bị cigarette. Ôi, về đây rồi. Thank you. Rồi, đi vô các bạn ơi. Green one. US citizen, green one. Rồi. Ở New York mình đi vô phần màu xanh là US citizen. Các bạn nào check in bắt bó khác thì mình không biết nha. Cũng may vắng, không có đông. Có vài người à. Rồi, hải quan thành công. Rồi, đi tiếp. Mỗi người ta có cần lấy túi ra không? Hình như là phải lấy cái hành lý ký gửi ra, rồi dòng ở bên kia gửi thêm cái nữa. Hơi phiền phức nha. Thank you.
Trời ơi, giờ chuyến bay của mình ai cũng đang đứng đợi này, ba ly này nọ chưa, hành lý chưa xuống. Mới nãy qua hải quan thì họ cũng hỏi sơ là hả đi đâu, rồi hả hỏi đem bao nhiêu tiền về, có đem rượu về hay không, đem gì về trong ba ly nọ đó. Thì thôi mình đóng dấu đi qua xong mình lấy xuống rồi, hành lý xuống rồi mình chưa thấy hành lý của mình, thấy cái đó không, giống giống quá vậy, không phải rồi, ta lấy rồi. Rồi gót đùng đùng bể hết đồ trong của tôi mà. Rồi hành lý đã xong rồi, cái thuốc chỉ định uống thôi. Bỏ ba ly qua chỗ này các bạn ơi, bỏ ba ly qua chỗ này xong rồi. Bây giờ ba ly mình sẽ về lại Las Vegas. Rồi bây giờ mình chạy thêm một vòng vô kiểm tra. Vô kiểm tra đồ rồi passport này nọ xong là chạy vô trong mới kịp hôm nay nè. Rồi kiểm tra thành công các bạn ơi, qua. Rồi bây giờ đi xuống kiếm ga số 9. Ga số 9 chợ về lại cái này. Ga số 9 gần đây hả? À? Nhưng mà số 8 hôm nay cái số 9 chưa. Về lại cái ga này, về lại cái terminal này. Phúc Hạnh nhé, hà là hơi đồ. Gia đình phụ má. Gia đình phụ mệt không? Trời ơi mệt, gia đình mệt. Chạy đến cuối cùng cũng chạy ơi, ngồi nghỉ được miếng chút xíu cái đợi chút xíu nữa chắc họ kêu rồi. Má sao? Kiếm cãi à, má mình xịt ra, kêu bà xịt ra. Rồi cuối cùng cũng tới ép rồi nè, giờ thôi đi vô. Rút ép đi vô. Đi vô đi. Chị ơi vai tí nè, mày lậu cái thấy đâu á. Đó khúc cuối rồi các bạn ơi, còn mấy hạt què, mấy hàng cuối, mấy cái ghế cuối cùng. Rồi chị định scan đây. À có biến nè. Mình xảy ra. Các bạn lấy xe đậu con sẽ scan nè. Xe đậu con sẽ scan nè lại. Thôi mình bị điểm giá. Ốc đâu kia đi scan. Tắt. Tắt quá. Gì cái gì cái hệ American đó tà lộ. Mày ra thì kiến đâu American nè, tại họ đi với fan Vegas. Họ đi với fan Vegas à. Họ về Vegas chứ tự nhiên quét bay. Tự nhiên kia gì về American, ở đây là American còn muốn gì nữa. Trời ơi, trời dài hòn lòn các bạn ơi. Ơi đi vô. Trời ơi chật quá. Hàng có lấy pin nè. Xe hàng có lấy pin nè. Xe có lấy pin nè, bé khép hình sợ con thôi đó. Mama. Thôi lên nè, bà bá. Mama có ngồi lên nè. Có cháu phải kia à. Để sớm trò họ hủ lét cũng leo gì chụp lên chi chi để nó đi cha phê kê đâu mẹ mẹ. Thôi đông quá các bạn ơi, thôi đi vô đi, không quay nữa đâu, mệt quá. Trời ơi, chỗ ngồi má xong rồi bây giờ chắc chuyến này đi ngủ quá. Chuyến này mình sẽ đi ngủ các bạn ơi, mệt quá rồi. Tại vì giờ này là ở bên Pháp là 9 giờ tối á, chắc mình cũng buồn ngủ lắm luôn. Giờ này chuyến này chắc đi ngủ. Đi đến ngủ rồi. Giờ mình cũng đi ngủ rồi. Sắp tới ngủ, thức dậy sắp tới luôn rồi các bạn ơi.
ngủ từ lúc cất cánh đến bây giờ cũng còn ngủ. Vegas rồi. Phá nó khỉ đưa về nhà con ơi. Về nhà con ơi, đi học đi làm con ơi. Ôi giời, mọi người về hết. Mọi người xuống hết rồi. Thì vợ chồng mình cũng xuống cuối cùng luôn. Bye. Bye bye. Thank you. Bye bye. Thấy lại mấy cái máy tới về gas rồi. Hả? Mụ vô chưa đi thôi. Rồi thấy lại những cái máy này. Cái máy rồi. Giờ đi xuống với lấy hành lý. Welcome to back Las Vegas các bạn ơi. Cùng cũng về nhà an toàn. JetBlue là Terminal 3. Ngồi lại cái tàu nè, xong rồi bây giờ đi ra đi lấy hành lý. Đi bộ thấy exit nè, đi ra ngoài. Mở cửa. Giỏi quá. Thiếu năng lực giỏi quá. Ê, số máy vậy được cũng hả? Để coi số máy này. Dạ lục mà hãy coi lắm. JetBlue. Dạ dắt đây. 21 rồi. Ôi hai cha con đã lấy được hành lý rồi các bạn ơi. Nhanh ghê. Hồi nãy đợi lâu hôm nay nhanh. Lấy được hành lý rồi. Ladies and gentlemen, ôi ơi, ra đang đợi xe đến các bạn ơi. Trời ơi, mới vừa bước ra khỏi là cảm giác được cái nóng của Vegas. Vegas vẫn còn đang nóng các bạn ơi, tuần này vẫn còn nóng. Bên kia đang mát mát lạnh lạnh sướng tháng 1. Về đây chi biết nóng quá trời.